30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay có những tin tức đáng chú ý nào? Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất về diễn biến tình hình mưa lũ tại Trung Quốc. Chắc chắn rồi, bản tin 24 giờ tự tin với quý vị về những tin tức nóng nhất trong ngày hôm nay, về tình hình mưa lũ cũng như thiệt hại ban đầu về những trận mưa chưa từng có trong lịch sử của Trung Quốc. Ngay sau đây hãy cùng chúng tôi đến với những tin tức đầu tiên. Đài quan sát khí tượng quận Mật Vân ở phía đông bắc thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc đã ban hành cảnh báo cao nhất về tình hình mưa bão vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm qua theo giờ địa phương. Dự báo nhiều khu vực sẽ chứng kiến những trận mưa như chút nước. Sáng nay, ba quận ở thủ đô Bắc Kinh cùng Thuận Nghĩa, Bình Cốc, Mật Vân đã đồng loạt công bố về báo động đỏ mưa bão. Khi các đợt mưa lớn được dự báo sẽ kéo dài đến tối cùng ngày, 9 giờ sáng nay lượng mưa ghi nhận được tại một nhà ga ở quận Mật Vân đã vượt qua 200 mm. Trong khi đó, khu vực miền đông của Trung Quốc cũng đã nhận được tình trạng báo động cao nhất khi bão số 3 tiếp tục đổ bộ. Cơ quan chỉ huy phòng chống lũ lụt của tỉnh Chiết Giang đã nâng mức đối phó khẩn cấp với bão số 3 lên mức cao nhất. Trung tâm khí tượng quốc gia của Trung Quốc dự báo tỉnh Chiết Giang, thành phố Thượng Hải, tỉnh Giang Tô cùng nhiều khu vực ở miền đông của Trung Quốc sẽ hứng chịu mưa, gió mạnh, thậm chí nguy cơ ngập lụt. Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống bão, ít nhất 1,65 triệu dân ở tỉnh Chiết Giang đã được sơ tán. Trước đó, bão pháo hoa đổ bộ lần 2, nhiều nơi ở Trung Quốc lũ lụt nặng. Bão pháo hoa đổ bộ lần 2 vào Chiết Giang Trung Quốc hôm vừa qua đã khiến cho nhiều tuyến đường giao thông ngừng hoạt động và hàng chục ngàn người phải đi sơ tán. Theo dữ liệu từ trang weather.com, bão pháo hoa đã đổ bộ vào thành phố Bình Hồ thuộc tỉnh Chiết Giang Trung Quốc với vận tốc gió ở cấp 9. Việc bão pháo hoa hay còn gọi là bão số 3 đã đổ bộ lần 2 đã buộc chính quyền nhiều tỉnh, thành phố thuộc miền đông của Trung Quốc phải nâng mức cảnh báo về thiên tai, đồng thời ngừng hoạt động các tuyến tàu cao tốc nối lên nhiều thành phố như Thượng Hải, Hàng Châu và Ninh Ba. Tại làng Lâm Phong ở ngoại ô thành phố Kim Hoa thuộc Chiết Giang, mưa lớn đã làm đất đá trên các ngọn đồi bị sạt lở và chắn nhiều con đường dẫn vào đây, buộc các cơ quan chức năng phải triển khai lực lượng cứu hộ tới hiện trường, khai thông đường. Trong khi đó, chính quyền thành phố Gia Hưng ở Chiết Giang cho biết bão pháo hoa đổ bộ lần 2 đã khiến 155.000 người dân phải đi sơ tán, 267 ha hoa màu bị thiệt hại. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế do bão gây ra ở thành phố này là 4,67 triệu nhân dân tệ. Mưa lũ Trung Quốc, người chết gia tăng, thêm cảnh báo ảm đạm. Trịnh Châu, Tân Hương, An Dương, Hạc Bích, 4 thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ở Hà Nam, đang quay lại trạng thái bình thường. Tại Trịnh Châu, thành phố đầu tiên bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ này, 330 trên tổng số 339 tuyến xe buýt đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, hệ thống tàu điện ngầm của thành phố này vẫn bị ngừng. Theo Global Times, mưa lớn đã tàn phá 1.558 thị trấn trên khắp Hà Nam, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 10,9 triệu người. Chính quyền tỉnh này cho biết, trong cuộc buổi họp báo chiều ngày hôm qua, thiệt hại kinh tế trực tiếp từ đợt mưa lũ bất thường này đã tăng lên 11,013 tỷ đô la Mỹ. Cũng trong cùng ngày, mưa lớn được dự báo sẽ trút xuống ở Hà Nam với các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm Tiền Dương, Trù Mã Điếm, Chu Khẩu, Thương Khâu, Khai Phong, Bộc Dương, Tân Hương, An Dương và Hạc Bích. Nhiều khả năng tiếp tục hứng chịu lượng mưa cao nhất. Điều này sẽ gây ra khó khăn cho công tác cứu hộ cũng như nỗ lực tiếp tế nước uống và lương thực. Theo ABC News, trực thăng quân sự đang được sử dụng để mang nước uống, thuốc thực phẩm cho khoảng 20.000 cư dân ở khu vực khó tiếp cận. Trong khi đó, phần lớn Thượng Hải rơi vào trạng thái tê liệt khi bão pháo hoa tiếp tục hoành hành thành phố này sau khi đổ bộ thành phố Chu San gần đó vào ngày hôm trước. Nhiều cư dân ở Thượng Hải hiện đang làm việc tại nhà, điều thậm chí không thể xảy ra trong khủng hoảng COVID-19. Theo báo South China Morning Post, chưa có báo cáo thương vong tại Thượng Hải, nhưng bão pháo hoa đã gây ra ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây khi khiến đường xá bị lụt lội, làm gián đoạn một phần hệ thống tàu điện ngầm. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, các tỉnh Chiết Giang và Giang Tô cùng với Thượng Hải đều ở phía đông của Trung Quốc sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi mưa to và gió lớn trong vài ngày tới. Trung Quốc hồi chuông cảnh báo từ mưa lũ. Tỉnh Hà Nam Trung Quốc hôm vừa qua đối mặt thêm các trận mưa lớn sau khi lũ lụt nghiêm trọng, khiến ít nhất 133 người thiệt mạng, 380.000 người đi sơ tán và 3 triệu người bị ảnh hưởng. Giới chức tỉnh Hà Nam cho biết thêm, mưa to xảy ra từ cuối tuần vừa rồi còn gây ra thiệt hại kinh tế lên tới 1,22 tỷ nhân dân tệ, khoảng 4.343 tỷ đồng cho địa phương. Con số thương vong có thể tiếp tục tăng trong bối cảnh thời tiết còn xấu và hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra. Hơn 6.000 binh lính cứu hỏa và 2.000 binh sĩ đã được huy động để khắc phục hậu quả thiên tai. Thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh có 99 triệu dân này, là một trong những nơi thiệt hại nghiêm trọng nhất khi phải hứng chịu lượng mưa lên đến 617,1 mm trong ngày qua, gần bằng tổng lượng mưa trung bình hàng năm 640,8 mm. Ít nhất 112 người đã thiệt mạng trong một vụ tàu điện ngầm bị ngập nước ở thành phố này hôm qua. Cũng trong cùng ngày,
lượng mưa chút xuống ở Trịnh Châu trong 1 giờ tương đương với 1/3 lượng mưa ghi nhận tại đó trong cả năm. Theo đài CNN, trạm khí tượng thành phố Trịnh Châu đã mô tả lượng mưa này là ngắn năm có một. Trong khi đó, Sở Thủy lợi tỉnh Hà Nam ghi nhận lượng mưa tại một số khu vực là 5 năm mới có một lần. Nhiều thành phố nhỏ hơn cũng bị mưa lũ tàn phá nghiêm trọng. Tại thành phố Củ Nghĩa, mưa lớn khiến 4 người thiệt mạng, làm sập nhiều ngôi nhà và gây ra lở đất nghiêm trọng, cản trở hoạt động cứu hộ. Còn tại thành phố Tân Hương, mực nước do con sông dâng cao hơn mực nước cảnh báo và 7 hồ chứa bị tràn bờ, ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 470.000 người dân. Theo báo South China Morning Post Hồng Kông, bão pháo hoa đang di chuyển đến Trung Quốc được cho là nguyên nhân dẫn đến các trận mưa khủng khiếp nói trên. Ngoài ra, thành phố Trịnh Châu nằm bên bờ sông Hoàng Hà, con sông dài thứ hai ở Trung Quốc. Và đây là lý do khác khiến cho việc kiểm soát lũ lụt tại khu vực này trở nên khó khăn hơn. Quốc gia đông dân nhất thế giới này dựa vào các đập và hồ chứa nhân tạo để giảm thiểu lũ lụt. Nhưng với lượng mưa cực lớn, các con đập không thể giữ được nước. Trung Quốc chứng kiến mưa lũ nghiêm trọng hàng năm. Riêng trong năm ngoái, thiên tai này đã khiến cho 200 người bị thiệt mạng hoặc mất tích và gây thiệt hại trực tiếp lên đến 25 tỷ USD. Vấn đề là theo thời gian, biến đổi khí hậu và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng khiến tác động của mưa lũ thêm nghiêm trọng. Một số chuyên gia nhận định những trận mưa lũ mới nói trên đã sóng lên hồi chuông cảnh báo cho Trung Quốc về hậu quả của biến đổi khí hậu. Theo họ, biến đổi khí hậu đồng nghĩa với việc trái đất đang ấm dần lên, nên nước bốc hơi nhiều hơn, dẫn đến khối lượng nước lớn hơn trong khí quyển, từ đó làm tăng nguy cơ mưa lớn. Thay đổi trước khi quá muộn, những trận lũ lụt chết chóc ở Trung Quốc và Đức như là một lời cảnh tỉnh rằng biến đổi khí hậu đang khiến cho thời tiết ngày càng khắc nghiệt trên toàn cầu và cần có những thay đổi đáng kể để chuẩn bị cho những kịch bản tương tự trong tương lai. Chính phủ các nước trước hết nên nhận ra rằng cơ sở hạ tầng được xây dựng trong quá khứ hoặc thậm chí là thời gian gần đây sẽ bị tổn thương bởi những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này. Ông Eduardo Ararón, đồng viện trưởng Viện Chính sách nước thuộc chương trình Chính sách Công lý Quang Diệu Singapore đã nói với hãng tin Reuters. Theo một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Geography Cycle, GSEC, Leicester của Mỹ, biến đổi khí hậu có khả năng làm tăng số lượng các cơn bão lớn và di chuyển chậm. Tại châu Âu, những cơn bão loại này có thể nán lại lâu hơn tại một số khu vực và gây ra lũ lụt nghiêm trọng như ở Đức và Bỉ mới đây. Vì thế, ông Fred Hartmann, chuyên gia tại Viện Potsdam về nghiên cứu tác động của khí hậu Đức cho rằng, các quốc gia cần có những bước đi nhằm thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu như củng cố đê điều, ngăn lũ và điều chỉnh hạ tầng. Bên cạnh đó cần cải thiện hiệu quả các hệ thống cảnh báo lũ để giúp người dân có đủ thời gian chuẩn bị ứng phó. Trong khi đó, ông Costenzong, nhà khoa học về thời tiết và khí hậu tại Trường Đại học Khoa học Xã hội Singapore nhận định cần có đánh giá tổng thể về các hệ thống nước sông ở những khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Lũ lụt thường xảy ra do sự kết hợp của hai yếu tố bao gồm lượng mưa lớn hơn bình thường và các sông không đủ khả năng thoát lượng nước mưa nhận thêm. Trong những ngày qua, nhiều quốc gia tại châu Á từ Trung Quốc, Philippines tới Ấn Độ đều đã phải hứng chịu sự hoành hành của một trong những hiện thân tàn khốc nhất của sự thay đổi khí hậu, đó là những trận mưa lũ nghiêm trọng. Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc vừa phải hứng chịu những cơn mưa lũ được mệnh danh là nghìn năm có một. Không những vậy, một cơn siêu bão mới lại đổ bộ vào đất nước này. Những cơn mưa xối xả kèm theo nước lũ cũng đã khiến nhiều quốc gia ở bán đảo Philippines và quốc gia Ấn Độ, khiến hàng vạn người dân hai nước này phải sơ tán và hàng trăm người bị tử vong. Ngoài ra, không chỉ châu Á mà cả những quốc gia Tây Âu như Anh, Đức hay Bỉ cũng đang trong hoàn cảnh này. Trong bối cảnh mà cả thế giới đang vật lộn chiến đấu với cơn đại dịch toàn cầu, thì những trận lũ lụt này làm nhiều người không khỏi lo sợ về một ngày tận thế đang cận kề. Chúng ta hãy cầu nguyện và bắt đầu chuẩn bị cho những kịch bản tương tự trong tương lai. Kính thưa quý vị, dữ liệu về thiệt hại do thảm họa thiên tai ở Trung Quốc trong 9 tháng qua được Bộ Quản lý Khẩn cấp công bố. Tân Hoa Xã đưa tin, thương vong do thảm họa thiên tai ở Trung Quốc đã giảm trong 9 tháng qua, bất chấp lũ lụt nghiêm trọng trong thời gian này. Ở Trung Quốc, tổng cộng 578 người đã thiệt mạng hoặc mất tích do thiên tai trong 9 tháng qua, giảm 33,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoảng 130 triệu người đã bị ảnh hưởng trong 3 quý qua, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoảng 83.000 tòa nhà đã bị phá hủy trong những thảm họa như vậy, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều trận lũ lụt ở Trung Quốc đã xảy ra nghiêm trọng trong 3 quý đầu năm, với 45 trận mưa lớn trên toàn quốc và lượng mưa trung bình đạt 622mm, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao thứ hai kể từ năm 1961. Lũ trên 836 con sông ở 26 tỉnh, 7 lưu vực sông lớn ở Trung Quốc đã vượt mức cảnh báo, trong đó 267 con sông đã vượt mức an toàn, 77 con sông đạt mức cao kỷ lục, nhiều hơn 80% so với mức trung bình trong những năm trước và là con số cao nhất kể từ năm 1998. Trận lũ lịch sử năm 1998 ở Trung Quốc đã khiến cho 100 triệu người và 1.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, hơn 3.700 người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế khoảng 24 tỷ USD. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đến cuối video. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo ở góc phải trên màn hình.
Và đừng quên để lại comment ở trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.